GrabMe Now ngừng dịch vụ giao đồ ăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Siêu máy tính dự đoán tuyển Italy vô địch Euro 2020. Laptop khan hàng mùa thấp điểm. Samsung lãi lớn nhờ mảng chip. Trump khởi kiện các mạng xã hội lớn. Ứng dụng Grab gửi đi thông báo đến người dùng ngừng các dịch vụ vận chuyển hành khách GrabBuy, GrabBuy Economy, GrabBuy Premium và giao đồ ăn GrabFood, bao gồm Grab Kitchen, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian ngừng dịch vụ là 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, hoặc cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng. Các dịch vụ giao hàng Grab Express và đi chợ hộ GrabMart vẫn hoạt động bình thường. Các ứng dụng giao hàng khác như Bemin, NowFood, Loship cũng gửi thông báo dừng các dịch vụ vận chuyển hành khách và giao đồ ăn trong 15 ngày. Đối với hoạt động giao thông vận tải, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng ô tô, kể cả xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ. Riêng người giao hàng thông qua ứng dụng công nghệ tiếp tục được hoạt động. Tuy nhiên, các tài xế bắt buộc phải khai báo y tế và đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Siêu máy tính của hãng phân tích dữ liệu thể thao Stats Perform dự đoán cơ hội vô địch Euro 2020 của Italy là 60,1%, tuyển Anh có tỷ lệ chiến thắng là 39,1%. Dự đoán của siêu máy tính này dựa trên các dữ liệu thống kê từ các nguồn uy tín như Opta, kết quả các trận đấu của hai đội trước đó và những đối thủ đã vượt qua trên con đường đến trận chung kết. Tuy nhiên, thống kê của Stats Perform chỉ mang tính tham khảo. Trước khi loạt trận cuối vòng bảng diễn ra, máy tính của công ty này dự đoán 5 đội có khả năng vô địch cao nhất là Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Bỉ. Tuy nhiên, 4 trên 5 đội tuyển đều không thể vào chung kết. Trận chung kết Euro 2020 diễn ra giữa Anh và Italy trên sân Wembley, London vào rạng sáng ngày 13 tháng 7 giờ Hà Nội. Tháng 6-7 hàng năm là mùa thấp điểm của thị trường laptop Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay xảy ra tình trạng cầu cao hơn cung. Theo một số đại lý, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 làm tăng nhu cầu học tập và làm việc tại nhà. Điều đó kéo theo nhu cầu mua sắm laptop ngày càng tăng kể cả trong mùa thấp điểm. Ngoài ra, cơn sốt chip và linh kiện bán dẫn trên toàn cầu ảnh hưởng đến việc sản xuất thiết bị điện tử, trong đó có laptop. Dòng laptop văn phòng phân khúc giá khoảng 10 đến 15 triệu đồng đang được người dùng quan tâm nhiều nhất. Theo chia sẻ từ các đại lý, tình trạng khan hàng đang diễn ra đối với nhiều dòng sản phẩm của các thương hiệu như Dell, Acer, Acer, HP, Lenovo. Theo các chuyên gia, nhiều khả năng phải đến cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, nguồn cung máy tính xách tay trên thị trường Việt Nam mới có thể ổn định trở lại. Theo nhà sản xuất chip nhớ và smartphone lớn nhất thế giới, lợi nhuận quý 2 năm 2021 của công ty ước đạt 12.500 tỷ won, 11 tỷ USD, cao hơn ước tính 11.300 tỷ won của các nhà phân tích. Đây là quý 2 có lợi nhuận cao nhất của Samsung Electronics kể từ năm 2018. Doanh số chip nhớ của Samsung Electronics, đặc biệt là chip DRAM cao hơn dự báo đóng góp phần lớn vào lợi nhuận quý 2 năm 2021 của công ty. Các nhà phân tích cho rằng lợi nhuận mảng chip của Samsung ước tính tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh số smartphone quý 2 năm 2021 của Samsung Electronics giảm xuống còn khoảng 59 triệu chiếc, từ mức 76 triệu chiếc của quý trước. Lợi nhuận quý 3 năm 2021 của Samsung Electronics được dự báo còn cao hơn nhờ giá chip nhớ di động DRAM tiếp tục tăng. Và đây là mùa cao điểm của các doanh nghiệp sản xuất smartphone và màn hình. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo khởi kiện 3 tập đoàn công nghệ, Facebook, Twitter và Alphabet nhằm giành lại quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội. Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ kiện đòi tòa án Mỹ ban hành biện pháp bảo vệ khẩn cấp, cho phép nhanh chóng khôi phục các tài khoản trên mạng xã hội của ông, đồng thời đề nghị tòa án áp đặt biện pháp trừng phạt với 3 hãng công nghệ vì thiệt hại gây ra cho ông. Trong thời gian tại nhiệm, ông Trump từng nhiều lần công kích các tập đoàn công nghệ lớn. Năm 2020, ông từng ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế quyền miễn trừ trách nhiệm cho các công ty mạng xã hội đối với các nội dung do người sử dụng đăng tải. Sắc lệnh này bị Tổng thống Biden đảo ngược hồi tháng 5.